Thế bức xúc vì xe không mà lên cân lại quá tải. Anh làm việc cũng trò trẻ con thật. Đừng có hành nữa thưa anh, tôi nói với anh là từ giờ anh yêu cầu bọn tôi chấp hành rất nhiều. Bọn tôi đã chấp hành xuất trình giấy tờ này, thổi nồng độ cồn này, đưa lên cân này, nhá. Đến bây giờ cân lên xe tôi là xe không. Cán bộ ở Quảng Ngãi đây này. Anh cân anh lập biên bản đi. Tôi nói kệ tôi. Bây giờ anh lập biên bản đi, anh cân rồi anh lập biên bản đi. Anh ra quyết định rồi, anh ra biên bản cân rồi, anh báo xe tôi là quá cân nặng. Tôi yêu cầu anh lập biên bản để tôi đi, được chưa? Tôi yêu cầu anh làm việc nhanh lên để bỏ tôi đi, không nhũng nhẽo mất thời gian. Chậm các anh phải giải trình văn bản đền, khắc phục giả hậu quả của tôi khi chậm tiến độ hàng, đi chở hàng người ta mà chậm là anh phải đền. Đi vào làm việc nhanh anh lên, làm việc đi, quay lại anh em nhanh lên bỏ tôi đi. Đánh vào cân ra xong rồi. Đó là việc ăn nói. Đây nhá, ông chính nhá, đánh vào cân ra xong rồi báo xe tôi là vi phạm cân nặng, quá cân nặng. Bây giờ bọn tôi yêu cầu là lập biên bản cho tôi đi thì lại không lập biên bản, lại yêu cầu bắt đánh ra đánh lại, bọn tôi không đánh nữa. Bọn tôi chỉ chấp hành một lần thôi, chứ bọn tôi không phải là con rối trong tay anh là thích bảo đánh ra là đánh, đánh vào là đánh, nhá.